Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chọn nhân vật ma thuật sư để chơi cho các bạn cùng xem nha. Và hy vọng là cũng đừng có gặp Gisa. Bởi vì các bạn thấy sau khi Gisa được chỉnh sửa ngày hôm qua là có khoảng là 90% là các bạn sẽ gặp Gisa. Và các bạn sẽ được nhìn thấy bướm của cái skill bướm của Gisa nha. Đừng có hiểu lầm nha. Skill bướm của Gisa quăng lung tung, và dĩ nhiên là các bạn sẽ rất là sợ và hoang mang khi mà đụng độ phải cái skill này. Bây giờ tự nhiên Gisa có cái con bướm, nếu mà mệt ghê á. Nói chung là không biết phải diễn tả cái con là con gì luôn, sợ bị hiểu lầm. Nhưng đó là con bướm thiệt. Đừng ai vô nhà của tôi nha. Nhân vật này các bạn sẽ có hai cái cây gậy đũa và tàng hình, và tránh là Hunter ăn đòn trong lúc tàng hình nhé, không được bị ăn tẹt rô đấy. Và cứu ghế cũng rất là lâu. Được cái cứu xong là sẽ có một cái ảo ảnh ở trên ghế gây đánh lừa cho Hunter, đồng thời là mình thoát ra ghế thì mình cũng sẽ được tàng hình. Gặp xéo luôn. Trang phục comeback thì dĩ nhiên là rất nhiều người cũng sẽ comeback. Bạn nào mà bị lag ấy, nên chơi nhân vật này. Bởi vì sao? Bởi vì cái hiệu chuẩn nó rất là dài. Nó dài. Chắc là êm ai với bạn này là hiệu chuẩn nó ngang ngang phè phè với nhau. Cho nên là binh có đỏ thì cũng khó mà hiệu chuẩn hụt. Hay nhân vật này cũng rất là dễ chơi. Hunter mà đánh thì các bạn nhanh tay nhanh trí tàng hình để cho nó đụng vào cái ảnh ảo của mình. Đó, lúc đó các bạn cũng khựng được khoảng 1 đến 2 giây, các bạn đi tiếp. Ngon quá trời. Chiều nay là mình phải đi lên trường rồi. 2 tiếng đồng hồ đi xe. Tuần trước thì họp ngang, thế là tự nhiên hủy để rời sang tuần này thứ bảy. Càng ngày càng mệt. Rồi để mình đi cứu, mình có mang nhánh số 6. À, có vòng xanh của Trinh luôn. Trinh cứu à? Vậy thôi. Đi sửa máy. Ông Snow cầm bét Joseph nhìn cưng vãi. Loáng thoáng thôi là các bạn cũng sẽ gặp được Gisa và tự nhiên là Kai. Nhưng mà bạn nào mới chơi kiểu Gisa bị chỉnh sửa thế này lúc đầu cũng khá là bỡ ngỡ đấy. Chơi cũng hơi bị cực ở trong những cái 1-2 trận đầu tiên. Nhìn top player trên YouTube họ đăng lên thì sao mà dễ vãi chưởng. Nhưng mà khổ cái là đụng tay đụng chân vào rồi mới bắt đầu khó. Giống y như là mấy bài toán lý hóa của giáo viên hay cho vậy. Thôi xong rồi, nó dịch chuyển sang nó bắt mỹ nhân rồi. Nhánh 6 của tôi. vẫn heal được kìa. Hay quá nhở. Gisa trầm cảm tham. Thôi xong rồi. Cái gì chạy lung tung đấy. Chưa heal được. Heal. Rồi ok. Thầy cô lúc nào cho bài cũng ok ổn phết. Đụng tay đụng chân vào khó. Mà sao họ cũng giỏi ha. Không biết là mấy cái bài đó là đáp án họ có học trước hay chưa, hoặc là nó làm sao mà cứ cho bài gì là biết làm bài đấy. Ngộ hay quá hay. Nhất là cái hình học không gian ấy. Lúc đầu thì học những cái cơ bản như là vẽ hình, vẽ đất thì lúc nào mình cũng ok, đỉnh luôn. Cho nên càng về sau học tính thể tích, tính thiết diện cái gì, trời ơi, càng ngày càng lú. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là đi thi toán đồ nó thông thiên về trắc nghiệm hết rồi. Cho nên là nếu mà không biết làm á, thì coi như là khoanh lụi. Ông trời thương thì đánh trúng, còn sai thì thôi cũng không sao.
như mình ngày xưa thi bằng viết, thi viết bằng giấy, làm không được thì cũng phải cố gắng nặn chữ ra để kiếm từng 0,25, nhưng mà rất là tiếc, không hề luôn. Ô, mỹ nhân lại được heal. Ủa, cái xa sao ngộ nhờ. Ui, nó ném con bướm ra kinh khủng thật đấy. Nhanh nhìn tranh, nhìn tranh này. Rồi, đi body block cho nhân vật này. Tông là lên ghế lần nữa là bay màu luôn. Ui, nó ném bướm. Nó đuổi ai ấy? Nó đuổi Trinh rồi sao ấy. Mình không biết sao nhưng mà gây xa mà ném bướm trước mặt các bạn là các bạn phải bẻ lái liền nha. Ui dồi, ôi. Chạy qua đây rồi mà vẫn gặp gây xa, mà Trinh vẫn lôi gây xa. Khổ thân. Nó mà quăng bướm trước mặt là phải bẻ lái luôn, hoặc là đi lùi lại. Đặc biệt là đi lùi lại nó sẽ hợp lý hơn. Gây xa mà đáp bằng bướm thì đánh nó khá là dơ luôn, nó không hiểu sao. Ủa, nó ném bướm đi lại. Úi dồi ôi. Khổ. Trời ơi, ống đảo. Ôi, ui. Ui, đát con bướm ở phía tốt bên kia. Chết rồi, mình bị dính bướm rồi. Con bướm xanh, con bướm xanh. Chạy đi. Ô, bị body block. Ok, rồi. Có sọ tím rồi, sọ tím rồi. Úi dồi ôi. Ê, có vòng xanh của chủ tế kìa, đi qua luôn. Cố lên. Trinh đang qua heal cho mình rồi. Sợ ghê luôn á, con kìa. Bởi vậy gây xa là một cái tweet đang chỉnh sửa thế này. Nói chung là nó cũng gây áp lực khá là nhiều đối với survival, nhưng mà nó cũng gây ra những cái tiêu cực nhẹ cho hơi xa. Bởi vì nhiều khi các bạn quăng bướm xong rồi đát lung tung, cái là không đúng vị trí của mình, cái là gây ra bực bội liền. Rồi. Ok. Thế vẫn thoát rồi, dịch chuyển qua rồi mà sao vẫn không bắt được mỹ nhân là sao nhở? Thôi xong, thôi xong. Ủa? Sao hiu? Úi dồi, bà vỗ tay, mình tưởng xong rồi. Đấy, hồi nãy các bạn có thể thấy là khi mà mình tàng hình và bị gây xa đánh thì chắc chắn là sẽ bị tecro. Nửa máu bị tecro thì đỡ quê nha. Đầy máu bị tecro là xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Nhưng mà sứ mệnh của mình là phải bảo vệ, cho nên là chịu khó gục cũng được. Ôi, ông Snow bị ăn đòn rồi. Ô, đi kiếm mỹ nhân chắc bị lạc dấu rồi. Gì đấy chị yêu? Ô, nó ném bướm qua kìa. Đúng rồi, nhấc lên đi cho em đi sửa máy. Đi ra kia chơi. Con bướm này tồn tại cũng khá là lâu nha, tầm khoảng 40 giây ấy. Các bạn có thể là nhặt con bướm này để anti-dash gây xa như bình thường. Mình thấy là lượm bướm thì sẽ an toàn hơn. Úi dồi ôi. Chuyển sang kia bắt mỹ nhân à? Chắc vậy rồi, đi kiếm mỹ nhân rồi. Rồi xong, đăng cai mắc cái gì đó. Mệt ghê.
Tôi tính đổi tên vậy đó, mà tôi sợ quá rồi. Rồi bây giờ chờ, đang cay mắt. Gục cái là mình đi nổ máy cho xong. Ok ok, nổ. Đẹp, quá đẹp, xuất sắc. Ờ mà cũng may nha, gây sai dịch chuyển rồi. Thơm kèo, thơm bơ. Ở tút bên ga 4 lận cơ. An tâm rồi. Ơi, thoát rồi. Tôi chơi 4-5 trận gây xa mà thua lên thua xuống. Có trận thì hòa, nhiều mắt đỏ. Thực ra thì nó cũng khá là bỡ ngỡ, cho nên là thua là cũng là điều dễ hiểu. Dỗ cái bà Lily. Ê nhưng mà bây giờ các bạn nhặt bướm của Geisha nha. Có mấy con bướm bay xung quanh cũng khá là đẹp, giống như con bét ấy. Nè, đó, thấy không? Nhây đi, nhây đi, vô giùm tôi. Nè, có hai con bướm giống y như là mình mang bét theo ấy. Đẹp vãi. Nhưng mà không nhặt được bướm. Nhặt một con thôi. Thôi ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Vậy nếu các bạn thích đừng quên hộ channel của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.